Chào các bạn đến với chương trình học hành trình nhân sự cùng với Helen. Các bạn ơi, trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái chủ đề mà mình tin chắc rằng tại thời điểm hiện nay đang là cái chủ đề được rất nhiều bạn quan tâm, và thời gian tới, những tháng sắp tới cũng sẽ là những cái chủ đề mà các bạn sẽ cũng rất là quan tâm. Đó là cái chủ đề liên quan đến cái việc tự làm hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, đúng không ạ? Wow, các năm khác thì chúng ta thuộc đối tượng được ủy quyền quyết toán qua công ty. Công ty của chúng ta làm quyết toán thuế thay cho chúng ta. Nhưng năm nay chúng ta lại trở thành đối tượng là không được ủy quyền quyết toán qua công ty, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ làm cái hồ sơ tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân như thế nào? Vậy thì hiện nay có hai cách, đúng không ạ? Một cái cách đó là chúng ta có thể làm online trên trang web của dịch vụ công. Cái cách thứ hai là chúng ta có thể khai báo trên cái phần mềm hỗ trợ HTKK, sau đó thì chúng ta sẽ nộp lên cái trang web của thuế điện tử, đúng không ạ? Và cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách đầu tiên, đó là chúng ta sẽ hướng dẫn cái cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên trang web của dịch vụ công các bạn nhé. Rồi, vậy thì đường đi nước bước chúng ta sẽ phải trải qua những cái bước nào thì chúng ta để có thể làm cái hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân qua cái dịch vụ công, thì các bạn nhớ cho mình là chúng ta sẽ phải trải qua ba cái công đoạn, hay là chúng ta nói là chúng ta sẽ phải đi ba cái chặng đường, đúng không ạ? Chặng đường đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải đăng ký cái tài khoản trên cái cổng của dịch vụ công, đúng không ạ? Và sau khi đăng ký cái tài khoản trên cổng của dịch vụ công thì chúng ta sẽ đăng ký cái tài khoản giao dịch thuế thu nhập cá nhân điện tử trên cái cổng của dịch vụ công đó. Tức là các bạn có thể hiểu là gì ạ? Trên dịch vụ công chúng ta có thể đăng ký nhiều tài khoản. Ví dụ chúng ta có thể đăng ký tài khoản giao dịch thuế, chúng ta có thể đăng ký tài khoản giao dịch bảo hiểm, đúng không ạ? Vậy thì khi đã có cái tài khoản của dịch vụ công thì chúng ta sẽ cần phải thêm một cái bước nữa, đó là đăng ký cái tài khoản giao dịch thuế điện tử, đúng không ạ? Rồi, và sau khi đã có cái tài khoản giao dịch thuế điện tử trên trang của dịch vụ công thì chúng ta sẽ tiến hành kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, đúng không ạ? Rồi, và cũng mình cũng lưu ý là nếu như bạn nào mà thực hiện không thành công đối với bước 1B, tức là chúng ta không thành công với cái việc đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử thì chúng ta có thể kê khai trên cái phần mềm HTKK, sau đó chúng ta nộp qua đường bưu điện, đúng không ạ? Và chúng ta cũng upload cái file XML đó trên cái trang web của thuế điện tử, tức là chúng ta coi như chúng ta không có làm trên cái trang web của dịch vụ công mà chúng ta làm cái cách thứ hai như lúc nãy mình có nói, đúng không? Ok, vậy thì để đăng ký dịch vụ công thì chúng ta có thể đi qua 6 cái bước như sau, đúng không ạ? Bước 1, các bạn sẽ vào cái trang web mà của dịch vụ công, đó là gì ạ? đăngky.dịchvucong.gov.vn. Sự dĩ là cái tài khoản thuế của mình thì đã được đăng ký thành công rồi, thế cho nên là mình cũng không có thực hành để các bạn xem, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thực hành trên cái trang ở cái phần mà chúng ta khai báo thuế, còn cái tài khoản của mình thì đã được đăng ký thành công rồi, cho nên bây giờ mình không đăng ký lại nữa. Tuy nhiên thì mình có cách chờ ra đây các cái bước thực hiện để giúp các bạn có cái một cái nhìn cụ thể, có một cái bạn giúp các bạn có một cái nhìn dễ dàng hơn các bạn nhé. Rồi, sau khi vào cái trang web này xong thì các bạn sẽ lựa chọn ở cái phần đăng ký, các bạn sẽ lựa chọn là công dân và thuê bao di động, đúng không ạ? Và đối với cái phần đăng ký này, đối với cái bảng thông tin hiện ra ấy, thì các bạn sẽ điền thông tin về tên đăng nhập bao gồm số căn cước công dân, đúng không ạ? Họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, email vân vân, điền đầy đủ tất cả những cái thông tin. Và đối với tất cả những cái thông tin này thì những cái thông tin dấu sao là những cái thông tin bắt buộc các bạn cần phải điền, đúng không ạ? Rồi, và sau khi điền xong thông tin thì hệ thống sẽ gửi cho các bạn một cái mã OTP vào số điện thoại của các bạn. Và cái mã OTP này thì chỉ có hiệu lực trong vòng là 2 phút thôi. Các bạn hãy nhanh tay nhập cái mã OTP vào đây, đúng không ạ? Và sau đó thì các bạn sẽ tiến hành đăng ký bằng cách là các bạn tạo ra cái mật khẩu. Và lưu ý đối với cái mật khẩu này thì phải có 8 ký tự trở lên các bạn nhé. Phải bao gồm 8 ký tự trở lên, bao gồm chữ thường, chữ in hoa, số và các cái ký tự đặc biệt. Xin lỗi các bạn là ngày hôm nay mình đang bị viêm họng một chút, cho đó thì mình nói không được rõ ràng như là bình thường, đúng không ạ? Tuy nhiên thì mình sẽ cố gắng hết sức để diễn đạt để chúng các bạn dễ hiểu, đúng không ạ? Và các bạn có thể làm được luôn. Rồi, chúng ta tiếp tục ạ. Sau khi đăng ký xong thì các bạn sẽ tiến hành đăng nhập, đúng không ạ? Đăng nhập, thực hiện đăng nhập vào cổng của dịch vụ công. Các bạn đăng nhập vào cổng của dịch vụ công thì sẽ có một cái màn hình như thế này nó xuất hiện. Các bạn sẽ lựa chọn cái phần là thanh toán trực tuyến, đúng không ạ? Và nộp thuế cá nhân trước bạ.
Và sau đó thì các bạn sẽ vào cái phần 3 để các bạn cập nhật thông tin của mã số thuế. Sau khi cập nhật xong thì các bạn sẽ vào cái phần kê khai cá nhân, kê khai thuế cá nhân, đúng không ạ? Vậy thì các bạn hiểu là ở đây có những cái bước của mục 1 đăng ký tài khoản của dịch vụ công, và bước 2 đó là đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử. Và để giúp các bạn có thể dễ thực hiện hơn nữa thì mình có wording ra những cái bước 1 điền cái gì, bước 2, bước 3, bước 4 cần điền cái gì, thì mình có wording ra đây để các bạn có thể dễ theo dõi, đúng không ạ? Đối với cái file này, nếu như các bạn muốn lấy để tham khảo thì mình cũng có thể gửi cho các bạn nhé. Rồi ạ. Đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử qua cổng dịch vụ công thì các bạn sẽ vào cái phần đăng ký, đúng không ạ? Các bạn nhập mã số thuế và mã kiểm tra của các bạn vào. Sau đó thì các bạn sẽ điền những cái thông tin ở cái bảng đăng ký tài khoản cá nhân. Và đăng ký xong thì hệ thống sẽ gửi thông tin về số điện thoại và về email cho các bạn. Về số điện thoại thì nó sẽ gửi tên đăng nhập, chính là cái mã số thuế của các bạn. Còn mật khẩu thì hệ thống sẽ tự cung cấp, và các bạn nhớ đổi mật khẩu để tránh cái việc là chúng ta bị lộ mật khẩu các bạn nhé. Tích vào ô này nếu người nộp thuế có duy nhất một nguồn thu nhập khai trực tiếp trong năm dương lịch tại lãnh sứ quán Việt Nam hoặc nguồn thu nhập từ nước ngoài, sau đó người nộp thuế tích vào ô cục thuế khai trực tiếp trong năm. Vậy thì các bạn hiểu là khai trực tiếp có nghĩa là sao ạ? Khai trực tiếp có nghĩa là cái người này người ta nhận được thu nhập nhưng cái đơn vị chi trả thu nhập chưa nộp thuế cho người ta, đúng không ạ? Mà cá nhân nhận thu nhập, tức là cái người lao động của chúng ta ấy, người ta sẽ phải tự nộp thuế với cơ quan thuế, thì đó là cái trường hợp là khai trực tiếp. Khai trực tiếp có nghĩa là cá nhân tự đi nộp thuế với cơ quan thuế, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta không thuộc trường hợp này, bởi vì chúng ta thông thường chúng ta sẽ thuộc cái trường hợp là có thu nhập tiền lương tiền công tại công ty, đúng không ạ? Và công ty của chúng ta thì khấu trừ trả, khi mà trả thu nhập của chúng ta thì đã khấu trừ thuế rồi, do đó thì chúng ta không thuộc cái trường hợp là khai trực tiếp. Cái ô thứ hai đó là gì ạ? Tích vào ô này, tích vào ô này nếu người nộp thuế trực tiếp khai thuế trong năm có hai nguồn thu nhập trở lên. Vậy thì ở đây cũng là khai trực tiếp, chúng ta bỏ qua, đúng không ạ? Có hai nguồn thu nhập, một nguồn là khai trực tiếp, một nguồn là do tổ chức trả thu nhập chi trả. Vậy thì đây là cái hình thức mà lưỡng tính, vừa có thu nhập khai trực tiếp với cơ quan thuế, vừa có cái thu nhập là tổ chức chi trả, người ta khấu trừ thuế, đúng không ạ? Thì chúng ta thông thường cũng không thuộc trường hợp này, bởi vì thông thường chúng ta không thuộc trường hợp khai thuế trực tiếp, đúng không ạ? Vậy thì thông thường chúng ta sẽ thuộc vào cái ô thứ ba các bạn nhé. Cái ô thứ ba đó là tích vào ô này nếu người nộp thuế không khai trực tiếp. Không khai trực tiếp có nghĩa là tổ chức trả thu nhập, công ty trả thu nhập cho chúng ta, người ta đã khấu trừ thuế rồi, nên chúng ta không phải khai trực tiếp với cơ quan thuế các bạn nhé. Tích vào ô này nếu người nộp thuế không khai thuế trong năm chỉ có nguồn thu nhập, sau đó khai thông tin về việc thay đổi nơi làm việc, đúng không ạ? Người nộp thuế tích vào ô này nếu thay đổi nơi làm việc, người nộp thuế tích vào ô này nếu không thay đổi nơi làm việc. Vậy thì tích vào ô này thông thường sẽ là những cái trường hợp mà người lao động chuyển công ty. Ví dụ như là ví dụ chúng ta đang nói về cái kỳ quyết toán thuế của năm 2022, thì từ tháng 1 cho đến tháng 6 người ta làm ở công ty A, đúng không ạ? Và từ tháng 6 cho đến thời điểm hiện nay thì người ta vào là công ty của chúng ta và người ta làm chẳng hạn, đúng không ạ? Vậy thì đây là cái trường hợp mà trong năm người ta có thay đổi nơi làm việc, đúng không ạ? Thì nếu như các bạn mà thuộc cái đối tượng mà có thay đổi nơi làm việc trong năm thì các bạn sẽ chọn cái hình thức này, đúng không ạ? Còn tích vào ô này nếu trong năm người lao động không thay đổi nơi làm việc. Không thay đổi nơi làm việc có nghĩa là ví dụ như là một người ta làm cho công ty của chúng ta xuyên suốt từ đầu năm cho đến cuối năm, nhưng người ta lại có những nguồn thu nhập vãng lai ở bên ngoài, và có thể cái nguồn vãng lai này chưa khấu trừ 10%, đúng không ạ? Chưa khấu trừ 10% thì dù vãng lai lớn hay nhỏ thì đều không được ủy quyền của công ty, mà phải thuộc đối tượng là tự quyết toán với cơ quan thuế, đúng không ạ? Vậy thì thông thường chúng ta sẽ rơi vào cái trường hợp là người nộp thuế trong năm có thay đổi nơi làm việc á. Rồi, và nếu trường hợp mà có thay đổi nơi làm việc thì chúng ta lại tích tiếp vào cái ô này: tại thời điểm quyết toán thuế, người nộp thuế đang tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại cơ quan chi trả thu nhập nào, thì sẽ điền mã số thuế của cơ quan chi trả thu nhập đó. Ví dụ như là tại thời điểm quyết toán thuế, chúng ta đang làm cho công ty Mắt Biếc, công ty trách nhiệm hữu hạn Mắt Biếc, đúng không ạ? Và mã số thuế của công ty Mắt Biếc là thế này,
đúng không ạ? Ví dụ như là mã số thuế là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây là mã số thuế của công ty mất biết. Thì chúng ta sẽ điền cái mã số thuế của cái công ty mà hiện nay chúng ta đang tính giảm trừ gia cảnh, đúng không ạ? Mình lấy ví dụ năm 2022 cả năm chúng ta có nộp, chúng ta có thu nhập tại một cái công ty ở thành phố Hồ Chí Minh, và chúng ta hiểu là chúng ta nộp thuế tại cục thuế quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên bây giờ là thời điểm tháng 3 của 2023, chúng ta vừa mới ra Hà Nội, chúng ta làm, chúng ta đang áp dụng giảm trừ gia cảnh bao gồm giảm trừ bản thân và giảm trừ người phụ thuộc tại tại một cái công ty mà thuộc quản lý của chi cục thuế thành phố Hà Nội chẳng hạn, đúng không ạ? Vậy thì khi mà điền, chúng ta sẽ cần phải điền thông tin của cái công ty mà hiện nay chúng ta đang làm việc, tức là của cái công ty hiện nay chúng ta đang tính giảm trừ gia cảnh các bạn nhé. Không điền thông tin của công ty ở trong thành phố Hồ Chí Minh mà điền cái công ty ở Hà Nội nơi hiện nay chúng ta đang tính giảm trừ gia cảnh, đúng không ạ? Rồi, còn chúng ta sẽ tích vào cái ô này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tích vào cái ô này nếu như chúng ta tích vào ô này nếu như trong năm là gì, người lao động đang không tính giảm trừ gia cảnh tại tổ chức nào, có nghĩa là người lao động người ta tự do đấy, tại thời điểm người ta làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì người ta đang thất nghiệp chẳng hạn, đúng không? Người ta đang không làm việc bất kỳ tại một cái công ty nào cả, thì chúng ta sẽ tích vào cái ô thứ hai này các bạn nhé, tích vào cái ô thứ hai này. Nhưng mà thông thường thì khi mà quyết toán thuế thì thông thường chúng ta đang làm tại một công ty nào đó thì chúng ta thường tích vào ô số 1, đúng không ạ? Rồi, và trường hợp quyết toán thuế, chúng ta chọn trường hợp quyết toán thì chúng ta sẽ chọn là gì ạ? Ở đây có quyết toán theo năm dương lịch, quyết toán thuế 12 tháng liên tục khác năm dương lịch, quyết toán thuế không đủ 12 tháng. Thì ở đây chúng ta chọn quyết toán thuế theo năm dương lịch bởi vì chúng ta là những người Việt Nam, chúng ta nghiễm nhiên là những cá nhân cư trú của Việt Nam, đúng không ạ? Thì đối với cá nhân cư trú của Việt Nam thì kỳ tính thuế sẽ tính theo năm dương lịch bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 cho đến 31 tháng 12, đúng không ạ? Rồi, và tờ khai ở đây chúng ta hiểu là tờ khai chính thức. Tờ khai chính thức khi chúng ta kê khai lần đầu và chúng ta chuẩn bị nộp lên cơ quan thuế, đúng không ạ? Còn trong trường hợp chúng ta đã nộp cái tờ khai chính thức lên cơ quan thuế rồi nhưng mà cơ quan thuế bảo là tờ khai của em bị sai cái này, về làm lại đi, về sửa lại tờ khai đi, đúng không ạ? Thì lúc đó chúng ta lại tiến hành khai lại và chúng ta sẽ lựa chọn là tờ khai bổ sung, đúng không ạ? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ lựa chọn là tờ khai chính thức. Rồi, năm kê khai thì đã mặc định ở đây là năm 2022 và từ tháng là từ tháng 1 2022 cho đến tháng 12 của 2022, đúng không ạ? Lúc nãy thì nó báo cái mã số thuế này là không có đúng, vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn cái option 2. Ví dụ chúng ta đang gì ạ? Chúng ta đang là lao động tự do đi, đúng không ạ? Vậy thì tỉnh thành phố của chúng ta là ở Hà Nội này, đúng không ạ? Quận của chúng ta là ở quận Ba Đình, đúng không ạ? Quận chúng ta đang ở có hộ khẩu tại quận Ba Đình. Quận Ba Đình của chúng ta đâu ạ? Đây, quận Ba Đình của chúng ta đây. Rồi, chúng ta bấm vào tiếp tục. Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh trong kỳ. Vậy thì như mình có nói, đúng không ạ? Khi muốn làm hồ sơ từ quyết toán thuế thì chúng ta phải có chứng từ khấu trừ thuế và các cái giấy tờ theo quy định, đúng không ạ? Vậy thì khi mà chúng ta đã lấy được cái chứng từ khấu trừ thuế thì chúng ta có thể đặt bút để chúng ta tính xem là cái số thuế của chúng ta thừa hay thiếu, và nếu mà thừa thì có thừa nhiều hay không, thiếu thì có thiếu nhiều hay không, đúng không ạ? Trong trường hợp mà ví dụ thiếu 40.000, 49.000 chẳng hạn thì chúng ta không cần phải làm, bởi vì là trong trường hợp mà thiếu từ 50.000 trở lên thì chúng ta mới phải làm hồ sơ quyết toán để nộp thêm thuế, đúng không ạ? Còn nếu mà thiếu dưới 50.000 thì chúng ta không cần phải làm. Rồi, tương tự như vậy đối với cái trường hợp thừa cũng như vậy. Trường hợp thừa nếu mà thừa nhiều thì chúng ta làm quyết toán thuế để chúng ta lấy lại tiền thừa. Còn nếu mà thừa ít thì chúng ta cũng cân nhắc cái việc là có nên làm hay không. Bởi vì thực tế là làm hồ sơ quyết toán thuế thì nó cũng mất thời gian, mất cái thêm cái việc nữa, đó là chúng ta cũng phải đi gọi các nơi mà chúng ta có thu nhập trong năm để chúng ta lấy cái chứng từ khấu trừ thuế, đúng không ạ? Rồi, vậy thì khi mà chúng ta đã lấy được cái chứng từ khấu trừ thuế từ các công ty thì chúng ta sẽ đặt bút tính xem là số thuế thừa hay thiếu để chúng ta xem là cái việc mà chúng ta làm với tờ khai quyết toán thuế thì nó có đáng hay không, đúng không? Rồi, vậy thì ví dụ như là cái trường hợp của cái bạn Nguyễn, trường hợp này chúng ta là Nguyễn Văn A, đúng
đúng không ạ? Trong năm chúng ta làm ở hai công ty, công ty mắt bão từ tháng 1 cho đến tháng 7 và công ty mắt biếc từ tháng 8 cho đến tháng 12, đúng không ạ? Vậy thì khi mà làm thì chúng ta sẽ cần phải lấy chứng từ khấu trừ thuế tại hai công ty, một công ty mắt bão và một công ty mắt biếc, đúng không ạ? Đây là chứng từ của công ty mắt bão và đây là cái chứng từ của công ty mắt biếc. Các bạn lưu ý là hiện nay là cái thời điểm chuyển giao giữa chứng từ giấy và chứng từ điện tử, đúng không ạ? Thuế vẫn đang chấp nhận chứng từ giấy và chứng từ điện tử. Vậy thì ví dụ như là trong trường hợp mà chứng từ điện tử thì có rất nhiều những công ty người ta chỉ gửi cái chứng từ đó qua email thôi. Các bạn có thể download cái chứng từ đó về để các bạn lấy thông tin, cũng không nhất thiết là các bạn yêu cầu công ty là phải gửi cái hard copy về đâu, mà bởi vì là điện tử mà, online mà, thế cho nên là người ta có thể gửi qua email cũng được, đúng không ạ? Và nếu như trên cái chứng từ điện tử của này chúng ta có những cái thông tin bao gồm cái thông tin của bảo hiểm xã hội thì các bạn có thể sẽ không cần cái thư xác nhận thu nhập nữa. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn hiểu là trên cái chứng từ khấu trừ thuế thì nó đã có hầu như đầy đủ những cái thông tin rồi, nó chỉ thiếu duy nhất một cái thông tin về khoản đóng bảo hiểm nữa thôi. Vậy thì nếu như bây giờ cái chứng từ khấu trừ thuế điện tử nó cover luôn cái thông tin về đóng bảo hiểm thì chúng ta không cần phải có thứ đấy để thu nhập nữa, đúng không ạ? Tương tự như cái câu chuyện là ngày xưa cái thời điểm mà cấp cái chứng từ khấu trừ thuế bằng giấy, có một số công ty người ta ghi vào cái góc bên phải của cái chứng từ khấu trừ thuế cái số tiền đóng bảo hiểm thì cán bộ thuế người ta cũng không yêu cầu cái thư xác nhận thu nhập có đóng dấu của công ty, đúng không ạ? Vậy thì ví dụ như là chúng ta lấy chứng từ hai công ty mắt biếc và mắt bão là hai công ty chúng ta có thu nhập trong năm 2022 và cả hai công ty này thì đều có cái thông tin bảo hiểm đã khấu trừ của chúng ta trong năm thì chúng ta cũng không cần phải thư xác nhận thu nhập nữa các bạn nhé. Rồi, vậy thì chúng ta đã lấy được chứng từ khấu trừ xong thì chúng ta sẽ lên cái bảng theo cái thông tin đó là gì ạ? Thu nhập chịu thuế cộng tổng ở hai công ty, bảo hiểm đã khấu trừ ở hai công ty. Các bạn lưu ý là cộng tổng của tất cả những cái nơi mà chúng ta có phát sinh thu nhập trong năm tính thuế các bạn nhé. Tổng tất cả các khoản mà chúng ta có phát sinh trong năm tính thuế, cụ thể ở đây là trong năm 2022, đúng không ạ? Rồi, bảo hiểm được trừ là bao nhiêu, thuế đã khấu trừ là bao nhiêu, đúng không ạ? Rồi, vậy thì chúng ta lên cái bảng này xong thì chúng ta sẽ đi theo một cái logic mà chúng ta mà có một cái video mình đã hướng dẫn các bạn về cái cách là tính ra số thuế thừa thiếu, đúng không ạ? Bằng cách là chúng ta sẽ tính ra cái thu nhập tính thuế của một năm, đúng không ạ? Sau đó chia cho 12 chúng ta có thu nhập tính thuế của một tháng, áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần vào, chúng ta có nghĩa vụ thuế của một tháng, đúng không ạ? Nhân với 12 tháng chúng ta có nghĩa vụ thuế của một năm và cuối cùng là số thuế thừa thiếu ở đây, đúng không ạ? Vậy thì mục đích của cái bảng này là để làm gì ạ? Mục đích của cái bảng này là chúng ta xem chúng ta thừa thuế hay là thiếu thuế, và một cái cách nữa đó là để chúng ta cộng tổng tất cả những cái dữ liệu ở đây vào để khi mà làm quyết toán thuế thì chúng ta chỉ có cần copy những cái số liệu này vào thôi, chúng ta không cần phải cộng trừ nhân chia mất thời gian, đúng không ạ? Rồi, vậy thì đầu tiên cái chỉ tiêu về cái thu nhập chính tính thuế chúng ta đã cộng ở cả hai công ty trong năm nay đó là gì ạ? 555 triệu 448 nghìn ở đây rồi. Vậy thì chúng ta cộng và chúng ta đưa vào thôi ạ. Đây, chúng ta có tổng thu nhập chịu thuế trong kỳ chỉ tiêu số 20. Trong cái bảng kê khai này thì các bạn lưu ý là tất cả những cái chỉ tiêu mà có dấu có cái hình chữ nhật ở đây này là những cái chỉ tiêu chúng ta có thể điền vào, còn những cái chỉ tiêu mà không có hình chữ nhật là những cái chỉ tiêu hệ thống sẽ đóng băng, hệ thống sẽ tự tính không cho chúng ta chỉnh sửa, đúng không ạ? Ví dụ các bạn có thể nhìn thấy chỉ tiêu số 21 là chỉ tiêu chúng ta có thể điền số vào bởi vì nó có cái hình chữ nhật, còn đối với chỉ tiêu 20 nó không có hình chữ nhật thì chúng ta không điền được vào, đúng không ạ? Nó sẽ ăn theo những cái chỉ tiêu ô vuông mà chúng ta điền vào đây, đúng không ạ? Rồi, vậy thì đầu tiên tổng thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam chính là cái tổng thu nhập chịu thuế ở các công ty chúng ta có phát sinh thu nhập trong năm, đúng không ạ? 555 triệu 448 nghìn, chúng ta copy, chúng ta paste vào đây. Khi mà paste thì các bạn cũng lưu ý giúp mình là chúng ta chỉ paste số giá trị value, ví dụ các bạn tích vào đây, đúng không ạ? Các bạn bôi đen và các bạn ấn copy, các bạn chỉ copy cái giá trị value thôi, các bạn không có copy cả một cái ô Excel thì phần mềm HTKK cái web này nó không hiểu được. Rồi, vậy thì đầu tiên đó là tổng thu nhập chịu thuế
chỉ tiêu số 21, đúng không ạ? Khi các bạn điền chỉ tiêu số 21 thì lập tức chỉ tiêu số 20 nó sẽ nhảy ra số, đúng không ạ? Chỉ tiêu số 22, tổng thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam được miễn giảm theo hiệp định nếu có. Cái này chúng ta không điền, bởi vì thông thường cái này thường áp dụng cho các cá nhân là người nước ngoài, người ta đến từ các cái quốc gia có ký hiệp định thuế với Việt Nam, đúng không ạ? Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam, cái này chúng ta cũng không điền, bởi vì cái này thông thường cũng áp dụng cho những cái cá nhân cư trú là người nước ngoài có thu nhập ở bên ngoài Việt Nam. Mà còn chúng ta thì thông thường chúng ta chỉ có thu nhập trong nước thôi, thì chúng ta chỉ kê khai cái chỉ tiêu 21, đúng không ạ? Rồi, số người phụ thuộc chỉ tiêu số 24, phần mềm tự điền. Ở đây các khoản giảm trừ chỉ tiêu số 25, đúng không ạ? Các bạn có thể nhìn thấy chỉ tiêu số 25 là các khoản giảm tổng các khoản giảm trừ. Và chúng ta có chỉ tiêu số 26 là giảm trừ cho bản thân. Giảm trừ cho bản thân phần mềm mặc định 132. Vậy thì các bạn tự hiểu là gì ạ? Cái kỳ quyết toán của chúng ta là tính theo năm dương lịch, đúng không ạ? Rồi, và vậy thì giảm trừ cho bản thân mỗi tháng người lao động sẽ được giảm trừ, mỗi cá nhân sẽ được giảm trừ 11 triệu, đúng không ạ? Và năm dương lịch thì sẽ là có 12 tháng. Vậy thì 11 nhân với 12 thì nó sẽ bằng chính luôn 132, đúng không ạ? Còn giảm trừ cho người phụ thuộc, ở đây có rất nhiều bạn tự hỏi là tại sao tôi có người phụ thuộc mà cái chỉ tiêu 27 này luôn hiện bằng 0. Vậy thì các bạn lưu ý là đối với cái chỉ tiêu 27, nếu muốn hiện số thì các bạn phải kê khai ở cái bảng kê 021BK ở dưới này, đúng không ạ? Lát nữa chúng ta sẽ nói về cái bảng kê 021BK, nhưng mà chúng ta tạm hiểu với nhau là đây là cái bảng kê người phụ thuộc, chúng ta phải kê khai thông tin vào trong cái bảng kê này thì nó mới hiện ra thông tin ở chỉ tiêu số 20, 27, đúng không ạ? Rồi, từ thiện nhân đạo khuyến học là một trong những khoản giảm trừ, nếu có điền vào, nếu không có thì thôi, đúng không ạ? Thông thường này là không có. Các khoản đóng bảo hiểm được trừ, nếu có, ở đây là số tiền cá nhân người ta đã đóng bảo hiểm trong năm, đúng không ạ? Thì đây, bảo hiểm đã trừ trong năm là 44 triệu đây. Đó, mình sẽ copy value, đúng không ạ? 44 triệu. Rồi, chúng ta điền để vào đây. Ok, page. Các khoản hưu trí tự nguyện được trừ, nếu có điền vào, không có thì thôi, đúng không ạ? Tổng thu nhập tính thuế chỉ tiêu số 31 hệ thống tự điền. Tổng số thuế cá nhân phát sinh trong kỳ hệ thống tự điền 56, đúng không ạ? Số thuế đã nộp trong kỳ, số thuế đã nộp trong kỳ, số thuế đã khấu trừ tại tổ chức trả thu nhập 34, chúng ta điền vào cái chỉ tiêu số 34 này, đúng không ạ? Chỉ tiêu số 34, số thuế đã khấu trừ 34 triệu. Đây, chúng ta điền vào đây. Rồi, số thuế đã nộp trong năm không qua tổ chức, tức là những cái trường hợp mà nộp trực tiếp đấy ạ, đúng không ạ? Thì chúng ta không thuộc cái trường hợp này, bởi vì lúc này chúng ta nói là chúng ta sẽ là những người lao động mà có thu nhập tiền lương tiền công tại các công ty, đúng không ạ? Thì chúng ta không khai trực tiếp thì chúng ta sẽ không điền chỉ trong số 35. Số thuế đã nộp ở nước ngoài được trừ nếu có, tức là các bạn hiểu là có một số người, có một số cá nhân cư trú là người nước ngoài, người ta có cái thu nhập ở bên nước ngoài. À, đúng không ạ? Mà cá nhân cư trú thì cái thu nhập của họ là cái thu nhập toàn cầu, phải mang về Việt Nam để đánh thuế hết. Bởi vì nếu như mà bên nước ngoài người ta đã bị trừ thuế, đúng không ạ? Đã bị trừ thuế theo quy định của nước ngoài thì trong cái chỉ tiêu số 36 này sẽ được ghi nhận cái số thuế đã khấu trừ ở bên nước ngoài, đúng không ạ? Số thuế đã khấu trừ đã nộp ở nước ngoài do quyết toán bắt năm, chỉ tiêu số 37. Chỉ tiêu số 37 và 38 là cái chỉ tiêu quyết toán thuế phát năm. Vậy thì phát năm ở đây các bạn sẽ hiểu nó là như thế nào. Cái trường hợp này ít gặp thôi, nhưng mà các bạn cũng hiểu nôm na cái vấn đề là như sau. Đối với các cái cá nhân là người nước ngoài, nếu như người ta đến Việt Nam, đúng không? Người ta đến Việt Nam trong năm dương lịch, có mặt ở Việt Nam dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu đến Việt Nam, người ta có mặt tại Việt Nam 183 ngày trở lên thì cái kỳ tính thuế đầu tiên của họ sẽ được tính là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu đến Việt Nam, đúng không ạ? Thì mình lấy ví dụ như là một bác nước ngoài sang Việt Nam từ tháng 8 của năm 2021, cái kỳ tính thuế đầu tiên của bác này được xác định là 12 tháng liên tục. Thì kỳ tính thuế thứ nhất của bác là gì ạ? Tháng 8 2021 cho đến tháng 7 năm 2022. Và cái năm tính thuế thứ hai, kỳ tính thuế thứ hai của bác lại được tính theo cái năm dương lịch. Vậy thì năm dương lịch là từ tháng 1 cho đến tháng 12. Vậy thì các bạn có thể thấy là có một cái khoảng thời gian nó bị overlap với nhau, nó bị trùng nhau, đúng không ạ? Đó là cái khoảng thời gian là từ tháng 1 cho đến tháng 7.
năm tính thuế thứ nhất cũng tính, năm tính thuế thứ hai cũng tính, đúng chưa? Thế cho nên là nó mới có cái câu chuyện là quyết toán thuế vắt năm, trùng vắt năm, nó là như vậy, đúng không ạ? Trùng do vắt năm, trùng do vắt năm có nghĩa là cái năm tính thuế đầu tiên ấy, cái năm cái kỳ tính thuế đầu tiên nó vắt từ năm nọ sang năm kia, đúng không ạ? Thì nó dẫn đến cái việc là có số thuế trùng với cái năm tính thuế thứ hai, thì ở đây nó sẽ hiện cái khái niệm là số thuế trùng do quyết toán vắt năm được trừ, đúng không ạ? Thì tiêu số 37 và 38 người ta hiểu như vậy thôi, còn trong thực tế thì cái này áp dụng cho những người lao động nước ngoài, đúng không ạ? Rồi tiếp theo, số thuế thu nhập cá nhân được giảm trong kỳ do trùng vắt năm và do các dạng khác thì cái này hầu như là không có. Rồi, vậy thì sau khi điền xong, chúng ta có này, số thuế ở đây chúng ta có số thuế còn phải nộp trong kỳ. Ở đây nó xuất hiện cái số thuế còn phải nộp trong kỳ, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chưa khai thông tin về người phụ thuộc, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ, các bạn để ý này, chỉ tiêu số 27 là chỉ tiêu về người phụ thuộc, chúng ta chưa có thông tin nó bằng không ở đây, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ để chỉ tiêu số 27 này hiện thông tin, chúng ta sẽ cùng nhau sang cái gì ạ? Sang cái bảng kê 021BK để chúng ta khai thông tin người phụ thuộc các bạn nhé. Rồi các bạn bấm vào đây, bảng kê 02 người phụ thuộc, các bạn sẽ kê khai thông tin người phụ thuộc của mọi các bạn vào đây, đúng không ạ? Nguyễn Văn Con 1, Nguyễn Văn Con 2, Nguyễn Văn Con 3, họ tên của 3 người phụ thuộc, mình là ví dụ là như vậy, đúng không ạ? Nguyễn Văn Con 1, Nguyễn Văn Con 2, Nguyễn Văn Con 3. Rồi mã số thuế, các bạn cần phải điền đúng mã số thuế của người phụ thuộc các bạn nhé. Ví dụ như là ở đây mình có 3 cái ví dụ người phụ thuộc như sau. Đây là người phụ thuộc thứ nhất, đây là người phụ thuộc thứ hai, và đây là người phụ thuộc thứ ba, các bạn. Rồi loại giấy tờ thì chúng ta điền là chứng minh thư nhân dân hoặc là giấy khai sinh đi, giấy khai sinh. Ví dụ như các đứa con đều đang rất là bé chẳng hạn, rồi số giấy tờ ngày sinh, chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu trùng nhau. Ok, chúng ta đã thấy là cái giấy khai sinh này trùng với số này. Rồi ngày sinh thì ví dụ như là ngày 10 tháng 10 2000 thì chẳng hạn, các bạn 2000 mùng 10 tháng 10 năm 2001 chẳng hạn, đúng không? Và mùng 10 tháng 10 2002 10 quan hệ là con thì chẳng hạn, đúng không? Chọn đúng cái, các bạn sẽ chọn đúng cái quan hệ, đúng không ạ? Và quan trọng nhất đó là cái từ tháng đến tháng này các bạn nhé, từ tháng đến tháng. Vậy thì cái từ tháng đến tháng này thì các bạn lưu ý giúp mình có một cái nội dung, đó là các bạn sẽ điền từ cái tháng, đối với từ tháng thì sẽ điền từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng nhưng không sớm hơn tháng đầu tiên của năm tính thuế. Có nghĩa là như thế nào ạ? Có nghĩa là chúng ta sẽ đến với hai cái ví dụ. Mình nhắc lại là gì ạ? Từ tháng là sẽ từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng nhưng không sớm hơn tháng đầu tiên của năm tính thuế. Tháng đầu tiên của năm tính thuế là tháng 1 2022, bởi vì chúng ta đang làm cái kỳ quyết toán thuế cho năm 2022, đúng không ạ? Vậy thì nếu ví dụ thứ nhất, nếu một người lao động đã đăng ký người phụ thuộc tại công ty của chúng ta 5 năm, đúng không ạ? Vậy thì khi mà ghi từ tháng thì người ta sẽ không thể ghi là từ tháng 10 của năm 2018 được, đúng không ạ? Không thể ghi là từ tháng 10 2018, bởi vì các bạn hiểu là thuế của 2018, 2019 vân vân thì nó đã đóng lại rồi, nó đã đóng sổ rồi, người ta không kê khai được nữa, đúng không ạ? Vậy thì người ta bắt đầu giảm trừ phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng là từ tháng 8 của năm 2018, đúng không ạ? Nhưng từ tháng ở đây các bạn bắt buộc phải ghi là từ tháng 1 2022, đúng không ạ? Thì đấy là cái ví dụ đầu tiên. Cái ví dụ thứ hai nữa đó là năm 2022 con của người lao động sinh vào tháng 5 2022, thì từ tháng ở đây các bạn không thể ghi được từ tháng 1 được, đúng không ạ? Tức là các bạn hiểu là không phải lúc nào cũng ghi từ tháng 1 đâu, mà nó ghi tại thời điểm phát hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng nhưng không sớm hơn tháng đầu tiên của năm tính thuế. Vậy thì trong trường hợp con sinh vào tháng 5 thì bắt buộc là phải ghi từ tháng 5 2022. Bởi vì bắt con sinh tháng 5 thì nghĩa vụ nuôi dưỡng của người ta cũng chỉ bắt đầu từ tháng 5 thôi, đúng không ạ? Thì đấy là cái quy tắc ta điền từ tháng. Còn đối với đến tháng thì sao ạ? Còn đối với đến tháng thì các bạn sẽ điền là đến tháng kết thúc nghĩa vụ nuôi dưỡng nhưng không muộn hơn tháng cuối cùng của năm tính thuế, đúng không ạ? Tháng cuối cùng của năm tính thuế là tháng 12 của năm 2022 đối với kỳ quyết toán thuế của năm 2022. Vậy thì sẽ đến cái tháng cuối cùng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng, chúng ta cũng sẽ đến với hai ví dụ. Ví dụ thứ nhất,
người lao động đăng ký giảm trừ người phụ thuộc cho ông nội, đúng không ạ? Và ông nội thì chẳng may đến tháng 8 2022 thì ông nội qua đời, hưởng thọ 110 tuổi rồi, đúng không ạ? Vậy thì đến tháng ở đây chúng ta sẽ ghi nhận là đến tháng 8 2022, đúng không ạ? Ông nội mất vào tháng 8 thì cái tháng cuối cùng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng nó là tháng 8 năm 2022, đúng không ạ? Chúng ta không thể điền là từ tháng 12 2022 được, bởi vì ông chỉ sống đến tháng 8 thì nghĩa vụ nuôi dưỡng cũng chỉ đến tháng 8 thôi. Thì đấy là ví dụ đầu tiên. Một cái ví dụ thứ hai nữa đó là người phụ thuộc, người nộp thuế đăng ký giảm trừ cho con của họ 18 tuổi sau là năm 2038 thì chúng ta cũng không thể ghi là đến tháng 10 2038 được, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta hiểu là ở đây chúng ta đang làm cho kỳ quyết toán thuế của 2022, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ phải ghi từ tháng đến tháng nó chỉ được nằm trong cái khoảng thời gian của kỳ quyết toán của cái kỳ tính thuế 2022 thôi, đúng không ạ? Vậy thì con của người ta tính giảm từ đến tháng 10 2038 mới hết hạn, nhưng đến tháng ở đây chúng ta chỉ được phép ghi là đến tháng 12 2022 thôi, đúng không ạ? Rồi. Và thực tế đối với từ tháng đến tháng ở đây chúng ta cần phải ghi rõ cái khoảng thời gian người lao động tính giảm trừ. Ví dụ ở đây các bạn có thể thấy là người này người ta tính giảm trừ là từ người phụ thuộc ở đây, đúng không ạ? Là tính 7 tháng. Đó, ở đây bạn này bạn có 7 tháng. Tính giảm trừ 7 tháng có hai người tính giảm trừ. Còn đối với cái người này, đúng không ạ? Ví dụ như là bạn này bạn ấy có, mình là ví dụ như bạn này bạn ấy có một người bạn này mình xem cái người phụ thuộc của bạn ấy sẽ tính được gì đấy. 4 triệu 4 nhân với 7 tháng nhân với 2 người, đúng không? Và tại công ty bắt biết thì tính giảm trừ cho 5 người. À ok, mình đối với cái người phụ thuộc của cái người lao động này các bạn nhé, thì tại công ty mất bão từ tháng 1 đến tháng 7 thì người ta đăng ký giảm trừ cho hai người con, và đến khi người ta vào công ty, tại công ty mất bão thì đăng ký giảm trừ cho hai người con, và ở tại công ty mất biết thì vào thì sinh thêm một em bé nữa, đúng không ạ? Vậy thì bắt đầu tính giảm trừ ba người phụ thuộc là từ tháng 8 2022, đúng không ạ? Vậy thì ở đây chúng ta cũng phải hiểu là có ba người phụ thuộc thì một người là, thì hai người là giảm trừ từ tháng 1 cho đến tháng 12, giảm trừ full năm, còn một người thì bắt đầu giảm trừ từ tháng 8, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ ta sẽ ghi là thứ nhất, người con thứ nhất là từ tháng 1 2022, đúng không ạ? Đến tháng 12 2022. Tương tự như vậy, người con thứ hai cũng như vậy, từ tháng 1 2022 cho đến tháng 12 2022. Còn đứa con cuối cùng là giảm trừ từ tháng 8 2022, bởi vì em bé này sinh từ tháng 8 2022 mà, đúng không ạ? Rồi, và kết thúc là từ tháng 12 của năm 2022. Cái việc điền từ tháng đến tháng này nó rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ thể hiện số tiền trên cái chỉ tiêu số 27, số tiền giảm trừ người phụ thuộc các bạn nhé. Vậy thì sau khi điền xong thì các bạn có thể thấy là chỉ tiêu số 24, số người phụ thuộc nó đã nhảy ra 3 người, và số người giảm trừ, số tiền giảm trừ người phụ thuộc của chỉ tiêu số 27 nó đã hiện ra là 127.600.000 ở đây, đúng không ạ? Nó đúng bằng cái cách mà chúng ta tính trong cái bảng này là 127.600.000, đúng không ạ? Vậy thì ở đây chúng ta phải có là số thuế còn nộp thừa là 3.687.000, nó đúng bằng cái số chúng ta tính luôn, 3.687.000, đúng không ạ? Và có một cái lưu ý rất là quan trọng, đó là nếu đúng cái số thuế thừa, đúng không ạ? Nếu mà số thuế thiếu thì nó sẽ xuất hiện ở chỉ tiêu số 42. Các bạn nhìn chỉ tiêu số 42 là số thuế thiếu, đúng không ạ? Số thuế còn phải nộp mà, có nghĩa là thiếu thì anh phải nộp thêm. Còn nếu mà số thuế nộp thừa trong kỳ thì thừa, nếu chúng ta không có thao tác gì cả thì nó sẽ nhảy vào chỉ tiêu số 48. Chỉ tiêu số 48 đó là số thuế bù trừ cho các kỳ phát sinh sau. Cơ quan thuế không thích bù trừ các kỳ phát sinh sau cho những cá nhân, đúng không ạ? Cơ quan thuế chỉ bù trừ kỳ phát sinh sau cho công ty thôi, chứ người ta không muốn theo dõi số thuế thừa thiếu của các cá nhân bù trừ cho kỳ phát sinh tiếp theo, đúng không ạ? Thế cho nên là khi mà có số thuế thừa thì các bạn lưu ý là các bạn sẽ đề nghị hoàn vào tài khoản của người nộp thuế. Xin chia sẻ với các bạn là thỉnh thoảng thì mình có support cán bộ phụ trách thuế để xử lý những cái hồ sơ hoàn thuế, và thông thường những cái hồ sơ nào mà để là bù trừ cho kỳ phát sinh tiếp theo, tức là các bạn để chỉ tiêu số 48 thì hầu như cơ quan thuế đều trả về. Người ta bảo là gì ạ? Về bảo cái người lao động này người ta làm lại
phải điền chỉ tiêu số 46 đề nghị hoàn vào. Chứ còn chúng tôi theo dõi, bọn anh theo dõi cái số bù trừ cho kỳ phát hành tiếp theo ấy, thì bọn anh mệt lắm, đúng không ạ? Thì nếu như có số thuế thừa thì các bạn lưu ý là các bạn đền điền chỉ tiêu số 46 đúng bằng chỉ tiêu số 48 các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng điền ạ. 3 6 8 7 3 0 0 3 3 3 0 3. Rồi, vậy thì khi chúng ta điền chỉ tiêu số 46 thì lập tức chỉ tiêu số 48 này về bằng 0, đúng không ạ? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ đã kê khai xong. Vì chúng ta đề nghị hoàn cho nên là chúng ta sẽ có thông tin về tài khoản ở đây. Về thông tin tài khoản chúng ta sẽ điền ví dụ tên chủ tài khoản là Nguyễn Văn A, đúng không ạ? Chúng ta điền thông tin vào đây, Nguyễn Văn A, số tài khoản là bao nhiêu đó, đúng không ạ? Số tài khoản là bao nhiêu đó tại ngân hàng. Các bạn lưu ý là tại ngân hàng thì chúng ta sẽ cần ghi thêm chi nhánh của ngân hàng, bởi vì chúng ta hiểu là tiền hoàn thuế thì đi ra từ tài khoản của kho bạc, đúng không ạ? Mà tài khoản của kho bạc thì phải có chi nhánh thì nó mới điều hướng được đến đúng cái đích, đúng không ạ? Thì ví dụ chúng ta sẽ ghi là đến ngân hàng là Vietinbank ngân hàng, đúng không ạ? Vietinbank chi nhánh Ba Đình chẳng hạn, đúng không ạ? Chi nhánh Ba Đình, đúng không ạ? Rồi, chúng ta chỉ cần ghi như vậy thôi. Và chúng ta sẽ điền là tôi cam kết số liệu đã khai và hồ sơ đính kèm là đúng sự thật. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ hoàn thành kê khai. Thì cơ quan thuế cũng ra những thông báo, đó là gì ạ? Chỉ khi nào chúng ta nộp hồ sơ, nộp tờ khai điện tử đó, nộp tờ khai điện tử chúng ta nhận được cái thông báo là đã tiếp nhận hồ sơ của cơ quan thuế thì có nghĩa là cái hồ sơ đó nó mới hợp lệ, đúng không ạ? Còn nếu chúng ta cứ nộp mà chúng ta không thấy bất kỳ cái phản hồi nào từ cơ quan thuế có nghĩa thì chúng ta nên kiểm tra lại xem là cái tờ khai của chúng ta nộp đã thành công hay chưa, đúng không ạ? Rồi các bạn ơi, trên đây là mình vừa và các bạn vừa cùng nhau đồng hành để chúng ta giới thiệu cái cách là chúng ta làm quyết toán thuế cho cá nhân online trên cổng của dịch vụ công các bạn nhé. Chúng ta vừa mới đi qua ba bước, đó là gì ạ? Chúng ta đăng ký cái tài khoản trên dịch vụ cổng của dịch vụ công, đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử và chúng ta kê khai quyết toán trên cái cổng của dịch vụ công này, đúng không ạ? Và mình rất là hy vọng cái video này có thể giúp ích được cho các bạn trong cái công việc của mọi người, đúng không ạ? Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.